chào các bạn. Trong năm 2014 thì một số thương hiệu máy tính đã lao vào thị trường smartphone. Tiêu biểu chúng ta có một số dòng sản phẩm Zen 5, Zen 6 của Asus, một thương hiệu Lenovo. Đó, ngoài ra hiện tại thì HP, một thương hiệu điện tử Mỹ cũng đã nhảy vào thị trường này. Và cái sản phẩm mà hãng hướng tới thị trường Việt Nam đó chính là chiếc Slate 6 Voltage trên tay mình. Thì cái sản phẩm này nó sẽ hơi khác một chút. Chúng ta biết rằng hiện nay thì trên thị trường một số smartphone line máy tính bảng gọi là Fablet. Tuy nhiên thì với sản phẩm này màn hình 6 inch thì hãng đã đặt tên cho nó là đây là máy tính bảng của chúng ta nghe gọi. Đó, như vậy thì đây là hai cái sản phẩm nó hoàn toàn khác nhau, nó hướng đến hai cái khu vực nhau mặc dù nó cùng kích thước màn hình. Và hôm nay thì mình sẽ có cái bài mở hộp trên tay nhanh sản phẩm này. Đây là một sản phẩm chính hãng được phân phối về Việt Nam và nó sẽ có gì đặc biệt với cái thương hiệu HP hoàn toàn mới này. Và chiếc Slate 6 này có cách đóng hộp rất là giống với những sản phẩm máy tính bảng. Và mình sẽ mở hộp nó ra. Đây, trên tay mình chính là chiếc Slate 6 Voltage màn hình 6 inch, nó rất là to. Phụ kiện bên trong thì mình sẽ có, thứ nhất thì đó là sách hướng dẫn sử dụng và phiếu mua hàng chính hãng. Đây là một sản phẩm các bạn khi mua sẽ được bảo hành 12 tháng chính hãng luôn. Tiếp theo mình sẽ có một củ sạc. Có một điều rất đặc biệt với củ sạc này thì các bạn để ý rằng cái củ sạc nó chỉ duy nhất có cho chúng ta một cái cổng kết nối micro USB và chúng ta sẽ dùng cái dây này để chúng ta cắm vào đây. Đó, ngoài ra hãng cũng cung cấp cho chúng ta thêm hai cái phụ kiện rất đặc biệt khác, đó là chúng ta sẽ có một cái cổng kết nối 3 chân thì các bạn sẽ lắp vào đây, lắp vào thiết bị này. Đó, thì khi chúng ta dùng cái dòng điện mà cổng kết nối 3 chân thì nó sẽ khá là tiện lợi và nó an toàn hơn. Đó, ngoài ra nếu như bạn nào cảm thấy bất tiện thì chúng ta có thể sử dụng một cái phụ kiện mà hãng cũng kèm theo, thì với cái củ sạc này nó chỉ có 2 chân thôi, các bạn cắm vào đây. Đó, thì như vậy cái phụ kiện mà HP đã trang bị cho nó có khả năng ship hình, nó rất là đa dạng. Nếu chúng ta gọi đây là một chiếc máy tính bảng thì thực sự nó kích thước khá là nhỏ gọn, bởi với 6 inch thì các bạn có thể cầm hoàn toàn vừa trong lòng bàn tay. Và vì những thiết bị máy tính bảng hiện nay thì cái kích thước màn hình của nó ít nhất phải là 7 inch. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp. Đây là chất liệu nhựa, tuy nhiên cái nhựa của nó là cái nhựa bám, chúng ta cầm khá là nhám và không hề để lại dấu vân tay và mồ hôi. Cái hoa văn họa tiết được in trên sản phẩm này thì các bạn thấy nó hoàn toàn giống như là chiếc LG G Pro, nó rất là nổi bật. Thì ở đây có cái logo HP rất là lớn. Phía trên chúng ta sẽ có một cái camera 50 megapixel và hỗ trợ đèn flash. Ở phía dưới thì chúng ta có biểu tượng Slate 6 thì đây là cái tên của sản phẩm này. Ngoài ra ở mặt trước các bạn sẽ thấy hình dáng của thiết kế của dòng sản phẩm HTC One. Ở phía trên và phía dưới chúng ta sẽ có hai cụm loa kép nhìn rất là đẹp. Thì nhiều bạn sẽ nhầm tưởng đây là cụm loa bom sao. Tuy nhiên thì hai cái giải loa này thì thực chất là cái phần âm thanh, cái phần loa của nó chỉ là bên trong thôi. Còn cái phần chấm nhỏ ở hai cái cạnh bên thì nó làm để cho chúng ta hình thức thẩm mỹ đẹp hơn thôi. Đó, cái viền màn hình của sản phẩm này khá là nhỏ. Chính vậy sở hữu một cái màn hình 6 inch mà các bạn cầm rất là thoải mái trong lòng bàn tay. Tuy nhiên thì mình thấy ở cái phần dưới này thì máy làm hơi thừa. Ở cái phần nhựa màu đen nó sẽ có biểu tượng HP. Toàn bộ cái ba phím điều hướng back, phím home và menu đã được đưa vào trong màn hình cảm ứng. Đó, chính vậy đây là một sản phẩm 6 inch. Tuy nhiên thì khi mà các bạn trải nghiệm thì mình nghĩ nó sẽ mất một cái phần ở khu nhỏ này rồi. Một cái điểm khá nổi bật trên sản phẩm này đó là cái cạnh bên của nó thì mặc dù là chất liệu nhựa, tuy nhiên nó đã được mạ một cái lớp vàng nhìn khá là bóng. Các cụm phím nguồn ở bên phải và phím volume cộng trừ ở bên tay trái thì được thiết kế gia công khá là tỉ mỉ, ấn khá là dễ dàng. Tuy nhiên cái điểm yếu trên cái lớp mạ này thì mình nghĩ là sau một thời gian thì nó sẽ bám và nó sẽ xỉn đi, nhìn khá xấu. Ở cạnh trên đỉnh của máy chúng ta sẽ có một cổng kết nối micro USB, ở phía bên phải là jack cắm tai nghe 3.5mm, ở phía dưới cùng chỉ là mic điện thoại thôi. Đây là một chiếc máy tính bảng với màn hình 6 inch. Tuy nhiên chúng ta thấy cái độ mỏng của nó cũng khá là kinh ngạc. Cái sản phẩm này nó chỉ mỏng có 8.8mm thôi và nặng 160g. Thì khi các bạn cầm trên tay thì không khác những smartphone trên thị trường hiện tại là mấy. Ở mặt sau thì cái phần nắp nhựa chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời. Và mình sẽ mở bên trong ra cho các bạn xem. Thì đây chúng ta sẽ có một cái phần SIM chính, chúng ta sẽ dùng SIM thường, và một cái SIM phụ chúng ta sẽ dùng micro SIM. Bên cạnh đó thì sẽ là một cái khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ tối đa đến tới 32GB. Và cái điểm đặc biệt ở đây mình muốn giới thiệu với các bạn đó là chính là cái cục pin của sản phẩm này. Slate 6 HP Voltage thì được trang bị cái dung lượng pin lên tới 3000mAh. Tuy nhiên các bạn thấy cái kích thước pin khá là lớn. Chính vì cái sản phẩm này có kích thước khá là mỏng, chính vì viên pin khá là to bạc và cái độ mỏng của nó cũng hoàn toàn tương đương. Và cái sản phẩm này mình sẽ đi sâu vào đánh giá cái giao diện bên trong. Thì với những một số cái thương hiệu mới vào thị trường Việt Nam như là Asus hay Lenovo thì họ đều có một cái giao diện độc quyền trang bị cho smartphone của mình. Đó, cụ thể là với Asus thì họ có Zen UI. Còn đối với HP thì đây là sản phẩm đầu tiên. Chính vì vậy cái giao diện của nó thì các bạn để ý là nó hoàn toàn không hề có một chút tùy biến nào so với hệ điều hành Android Google gốc. Sản phẩm này hiện tại đang được chạy sẵn hệ điều hành Android 4.2.2 và sắp tới sẽ được nâng cấp lên 4.3. Và các bạn để ý là từ cái thanh trạng thái hay là các phần icon
hiển thị các biểu tượng thì hoàn toàn giống như hệ điều hành cũ, nó không hề có một tùy biến nào, chính vì vậy nó cũng làm cái tốc độ của máy hoạt động khá là mượt mà và trơn tru. Về cấu hình thì sản phẩm này sử dụng con chip khá là lạ, đó là chip Marvel PXA1088 thì nó cho xung nhịp 1.2GHz chạy 4 nhân. Thì mình đã đo thử bằng một số cái phần mềm AnTuTu X thì nó cho điểm số nó chỉ dừng lại mức trung bình thôi. Mình đã đo thử thì cái điểm số của nó là 10.277 điểm. Thì như vậy với cấu hình này thì nó chỉ đáp ứng cho chúng ta cái nhu cầu nghe gọi cũng như là giải trí cơ bản với một số game. Ở đây thì mình đã cài một số game như Temple Run 2 thì nó chơi hoàn toàn mượt mà. Tuy nhiên với sản phẩm màn hình lớn như này mà chúng ta muốn giải trí trải nghiệm trên một trải nghiệm những cái game đồ họa cao thì mình nghĩ là hoàn toàn nó sẽ gây ra hiện tượng giật lag. Một cái điểm mạnh trên sản phẩm này đó chính là cái màn hình 6 inch và được độ phân giải của nó đạt HD tức là 720x1280. Đó, như vậy với cái màn hình này, đây là màn hình IPS mình giá khá cao với góc nhìn rất là rộng. Đó thì khi chúng ta nhìn nghiêng đi hình ảnh nó vẫn không bị thay đổi. Bên cạnh đó thì nó cho độ sáng cũng khá tốt và hiển thị rất là tốt dưới cái điều kiện ánh sáng mặt trời, ánh sáng chiếu mạnh vào. Vâng, như vậy đây là một sản phẩm mới nhất của HP giới thiệu vào thị trường chính hãng Việt Nam với cái kích thước khá là nhỏ gọn, một thiết kế đẹp. Với việc hỗ trợ 2 SIM cho người dùng một chiếc máy tính bảng có khả năng nghe gọi thì mình nghĩ trong phân khúc giá từ 4-5 triệu thì đây cũng là một sản phẩm khá là phù hợp cho các bạn. Hiện tại sản phẩm này đang được bán tại Di Động Thông Minh với giá là 4.890.000 thì các bạn có thể qua showroom 28 xã Đàn để trải nghiệm sản phẩm này. Nếu không thấy video ích thì các bạn đừng quên like Facebook cũng như subscribe channel Di Động Thông Minh. Xin chào các bạn.